Xin chào mọi người. Thì trong cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe và để giữ cho cơ thể khỏe mạnh á, thì cái nguồn nước uống là một phần rất là quan trọng ha. Thì gia đình của mình đã xài cái máy nước lọc nước hiệu Zazen này á, từ được hơn 8 tháng rồi. Thì rất là muốn giới thiệu với cái bộ lọc nước này với mọi người. Thì mình mua cái này vào tháng 12 năm ngoái, là lúc đó cũng quay clip unbox rồi chuẩn bị giới thiệu với mọi người, nhưng mà do là không có thời gian để biên tập video, tập trung làm những cái vấn đề khác mà nó quan trọng hơn đó. Thành ra là tới giờ bắt đầu mới làm xong cái video để giới thiệu với mọi người. Nhưng mà từ đó tới lúc nay tới bây giờ đã tìm hiểu thêm và có một số kinh nghiệm sử dụng cái máy này. Thành ra là mình cũng làm một cái phần đầu video để giới thiệu cái phần này, cái máy này, những cái cảm nghiệm của gia đình mình sử dụng như thế nào trong 8 tháng vừa qua đó, để cho mọi người có thêm thông tin ha. Tại vì cái phần unbox lúc đầu á, lúc mình làm nó không có đủ đầy đủ thông tin như bây giờ. Ok. Ở Việt Nam thì mình quen với cái kiểu là mình đi lấy nước trong vòi xong phải đun sôi rồi để nguội rồi bỏ tủ lạnh mới uống ha. Còn ở Úc á, với lại các nước phát triển khác á, thì họ xử lý nước ở trong cái hệ thống của nhà nước luôn rồi. Thành ra là cứ tới cái vòi nước á, cái vòi mà để rửa tay hoặc để rửa mặt rồi này kia trong nhà, trong lavabo rồi trong toilet, thậm chí toilet nữa, cứ mở nước lên rồi rót cái ly rồi uống thôi. Thành ra là bác sĩ Gerson mới nói á, là cái nước trong vòi như vậy á, nó chứa rất là nhiều cái chất flo và cloro. Thành ra khi mà mình uống trực tiếp trong vòi như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe của mình ha. Nhớ là gia đình của mình hồi mấy năm trước mới qua Úc á, bắt đầu thấy uống được nước trong vòi nó mát và nó ngon, rồi bắt đầu mới nói trời, qua rồi bên Việt Nam phải mua nước La Vi, nước Tĩnh Hảo để uống nè, qua đây á, mở nước ra uống thoải mái miễn phí nữa, khoái quá trời. Sau đó tìm hiểu mới biết là cái nước đó thật ra nó cũng có mùi hôi ha, và những người cẩn thận nó đi trước mình họ đã uống nước lọc chứ họ không uống nước vòi rồi. Thì khi đó bên gia đình mình mới mua được cái bình của Brita hiệu của Úc á, để rót, thì cái bình nó 2 lít, cứ rót làm sao á, thì uống là cứ rót ra uống thôi. Sau đó nâng cấp từ cái bình Brita lên thành một cái máy, cái bình to Brita như thế này, thì nó được nhiều nước hơn, nó có cái vòi, nó sẽ tiện hơn. Và sau đó tìm hiểu thêm á, thì mới thấy là cái bình Brita này á, nó lọc rất là nhanh và nó cũng không lọc được chất, nó không lọc được hóa chất luôn, nó chỉ lọc được những cái chất dơ thôi. Thì cái nước nó cũng, cái mùi nó cũng dễ uống hơn, nó cũng ngon hơn, nhưng mà nó vẫn chưa có tốt nhất ha. Sau đó mình tìm hiểu thêm nữa thì mới phát hiện ra là cái máy hiệu Zazen này của Hàn Quốc á, thì nó lọc được tới 99,9% các cái chất clorua và là flo ở trong cái nước ha, thì nó rất là tốt. Thì từ ngày xài cái máy này 8 tháng nay, gia đình mình rất là hài lòng với cái máy này ha. Bây giờ mấy đứa nhỏ con mình á, nó đi học á, là nó phải lấy bình nước luôn, nhất là bé lớn á, nó phải đem cả 2 bình nước luôn, tại vì nó nói là uống nước của nhà quen rồi á, vô trong trường hứng nước trong trường nó uống thấy rất là hôi và khó chịu ha. Gia đình mình bây giờ mà đi ra ngoài cũng không có thể nào uống được, tại bên Úc á, thì nước vòi mở lên là uống thôi, là mấy công viên nó cũng có mấy cái bồn, mấy cái chỗ để nhấn vô là ra ngoài là mình uống ngoài đường luôn, giống kiểu vậy á. Và bây giờ mình uống cái này quen rồi, uống cái kia lại thấy nó rất là hôi và khó chịu ha. Hiện tại thì gia đình mình á, sử dụng cái bộ lọc nước này á, cho nước uống trong nhà ha, uống trực tiếp trong tay luôn, không cần phải nấu, rồi sử dụng để rửa rau củ nữa, tại vì rau củ mà mình rửa bằng nước vòi nó vẫn dính cái chất flo là cloro ở trong cái rau củ hữu cơ mình mua về để cho Thúy chữa bệnh đó. Thì rửa bằng nước vòi xong mình sẽ phải tráng lại bằng nước này, để cho nó sạch cái chất hóa chất của nó đi, cho nó tốt nhất có thể, hạn chế hóa chất nhiều nhất có thể. Thành ra gia đình mình sử dụng cái máy này rất là nhiều. Nó có một cái đặc điểm là nó lọc hơi lâu ha, tức là cái bình chứa ở trên này nó lọc được là 4 lít, cái bình ở dưới á, thì chứa được tới 8 lít. Thì mỗi lần như vậy á, thì mấy tiếng đồng hồ nó mới lọc được hết cái phần bình ở trên này. Thành ra gia đình mình á, là cứ phải lọc suốt, và như vậy mình mới thấy nó tốt ha, tại vì nó lọc rất là lâu, nó đi theo nguyên cái trụ của cái bộ lọc có nhiều lớp luôn. Nó khác với cái hiệu Brita này, cái hiệu Brita này ở trong nó có cái đồ lọc nhỏ xíu thôi, mình đổ nước vào nó chảy tong 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 khoảng nửa tiếng là coi như 2 lít này nó xuống hết ha. Thành ra là thấy rõ ràng là cái độ lọc của nó sẽ không có được nhiều như cái bình của Zazen này. Có một thông tin cũng rất là thú vị ha, tức là vừa rồi Thúy gặp bác sĩ Gerson của Thúy ở bên Melbourne á, ở Úc á, lần đầu tiên á, thì bác sĩ nói á, là cái máy này để dùng để uống nước á, xin lỗi mình cứ nói cái bộ lọc này á, dùng để uống nước á, thì rất là tốt ha, coi như là tốt nhất luôn. Bác sĩ bản thân bác sĩ cũng xài cái bộ lọc này, thành ra là mình nghĩ cái bộ lọc này rất là cần. Có một điểm là nó chỉ bán ở nước Úc thôi ha, thành ra là những ai ở Úc á, thì sẽ có cái link bên dưới để mua, còn những người ở Việt Nam chẳng hạn thì mình có thể cân nhắc xem những cái nhãn hiệu khác mà nó cũng tương tự như vậy ha, để mình có thể mua để cho chăm sóc sức khỏe gia đình mình tốt hơn.
Tại vì mọi người biết á, là ở Việt Nam mình hay có cái kiểu uống cho tiện á, là uống nước bình theo kiểu 10-15 ngàn á, mình gọi điện cho người ta giao tới đó. Thì nó rất là tiện ha, nhưng mà mình phải biết là những cái công ty mà bán nước bình mà 10-15 ngàn như vậy á, thì họ chỉ có một cái bộ lọc rất là đơn giản thôi. Nhiều khi thậm chí mình không biết được cái quy trình lọc của họ như thế nào. Là có nhiều cái bài báo đã đưa thông tin là cái nước mà lọc kiểu đó, đó ở trong nó còn chứa cái có chứa phân, cái phân tử phân nhỏ xíu nữa, mình không biết được ha. Hồi xưa gia đình mình ở Việt Nam thì uống La Vi nè, Vĩnh Hảo là những cái hiệu tốt nhất, 40 mấy 50 ngàn một bình, nhưng mà thật ra nó cũng không có sạch lắm đâu ha. Mình nhớ có một lần trong cái bình Vĩnh Hảo mình uống, ở trong đó nó còn có nguyên cái dây băng keo trong ở trong đó nữa. Mà mình uống xong mình thấy cái đó, mình gọi điện lên phản ảnh thì họ cũng không có làm gì, họ chỉ trả tiền lại cái bình đó thôi. Tức là cái quy trình về sức khỏe của mình nó không có được, cái quy trình về vệ sinh đó, để lo cho sức khỏe của mình nó không có được tốt. Thành ra sắm một cái bình như vậy á, để đầu tư để mình tự lấy nước mình tự rót mình uống luôn á, thì nó sẽ an toàn hơn là sử dụng cái bình mà người ta giao sẵn cho mình như vậy á. Đây là cái một cái bộ lọc rất là cần thiết cho mọi người trong gia đình để có được sức khỏe. Tại vì nước uống một ngày mình uống tới 2-3 lít á, nó rất là quan trọng. Nếu mà cái nguồn nước của mình không có sạch á, nhất là ở Việt Nam có nhiều chỗ là phải xài nước giếng nè, cái việc đào giếng không biết như thế nào. Và xài nước máy thì cái đường ống của nhà nước chính phủ cũng không có bảo trì nữa, trong đó có sét và có dơ. Lâu lâu mà bạn leo lên mái nhà của mình để coi cái bình nước, để xúc cái bình thủy tinh, à cái bình inox hoặc là cái bình nhựa của mình đó, lâu lâu xúc thử là sẽ thấy kinh khủng như thế nào ha. Nước đó mà mình uống vô trong người thì tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Thành ra là cần, rất là cần phải lọc nước, đây là điều rất là quan trọng. Nước uống không có được sạch sẽ, có chứa nhiều tạp chất cũng như là những cái chất bẩn đó, cũng là một phần chính yếu gây ra cái căn bệnh ung thư và những cái bệnh mãn tính khác ha. Mọi người nên chú ý rất là chú ý cái điều này. Bây giờ xin mời mọi người xem cái clip và unbox cái bộ lọc này ha, và những cái thông tin của nó. Một cái điểm rất là hay của bộ lọc này mà mình thích đó, đó là cái phần ở bên dưới của bộ lọc đó là nó bằng thủy tinh. Thành ra là cái vùng, cái chỗ mà chứa nước nó sẽ không có phải là bằng nhựa, nó sẽ không có những cái hợp chất nhựa nó chảy vào trong nước của mình. Thành ra là cái hợp chất nhựa nhỏ 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 đó lúc mình uống nó không vô cơ thể của mình, nó tích tụ lâu ngày sẽ không có được tốt. Thì mình chủ yếu là mình nên ưu tiên sử dụng những cái đồ ăn đồ uống mình nên sử dụng bằng thủy tinh ha, thì nó sẽ tốt hơn. Xin mời mọi người xem clip phía sau nha. Nếu có câu hỏi gì thì xin mọi người cứ comment ở bên dưới, gia đình mình sẽ cố gắng hỗ trợ giải thích nếu mà có thể. Xin chào. Xin chào mọi người. Gần đây thì gia đình mình có nghiên cứu và tìm tìm hiểu được một cái hệ thống lọc nước của Hàn Quốc được bán tại Úc, rất là tốt ha. Và bên thành ra bên mình mới đặt hàng và sử dụng thử. Mình mới nhận được hàng ở đây, mình sẽ mở hộp ra và đi qua từng chức năng của từng bộ phận và hướng dẫn sơ cho mọi người biết. Đây là một cái nhãn hiệu rất là uy tín, họ đã liên kết với rất là nhiều trường học để tài trợ cho các trường học đó, và họ đặt ra cái sứ mệnh của công ty của họ là để giúp cho thế hệ trẻ được uống nước sạch và nước tốt. Thành ra mình nghĩ cái cách kinh doanh của họ cũng rất là tốt. Mình đã tìm hiểu thử, đọc trên website của họ và đọc những câu chuyện của họ thì thấy rất là hay. Thành ra đây là một cái sản phẩm mà mình rất là nên ủng hộ. Mình sẽ review thử cái máy hệ thống lọc nước như thế này ha. Hệ thống này nó gọi là Zazen Alkaline Water, tức là hệ thống nước lọc mà kiềm tính của cái tên là Zazen. Tất cả những cái thành phần ở bên trong nó đều sản xuất từ Hàn Quốc hết, chứ không có cái nào sản xuất ở Trung Quốc. Mà nhìn chung thì mình thấy là nó chất lượng rất là tốt. Mình sẽ đi qua từng thứ ha. Rồi, ở bên trong của hộp thì mình đầu tiên mình sẽ có cái chân như thế này. Cái chân thì nó là bằng nhựa cứng thôi, nhưng mà nó là bằng nhựa tốt và sản xuất ở Hàn Quốc luôn. Nhìn rất là tốt ha, rất là chất lượng. Đó, đây là cái chân. Rồi. Kế bên đó thì mình sẽ có cái thùng để chứa cái nước đã lọc rồi, cái thùng cái ngăn lọc ở bên dưới ha. Thì nó có hai loại, một cái là bằng nhựa BPA free, tức là nhựa không có BPA á, và một cái là bằng thủy tinh. Thì hai cái phiên bản khác nhau này á, thì cái phiên bản thủy tinh á, nó mắc hơn cái phiên bản bằng nhựa, đó là 150 đô Úc. Nhưng mà có một điều rất là thú vị là khi mà nhận được cái phiên bản này rồi đó, thì mình thấy ở trong hộp nó có một cái thùng chứa
tương tự như vậy là bằng nhựa luôn. Các bạn có thể thấy đây, thì cái bằng thủy tinh á, thì nó không có cái miệng bằng nhựa như thế này, cái gọi là cái rim ha, nó gọi là cái rim. Còn cái bằng kim bằng nhựa đó thì nó sẽ có một cái miệng bằng nhựa đi vòng như thế này nữa đó. Mình tưởng là nó giao dương, thật ra khi đọc tài liệu lại thì nó nói là nó cố tình tặng thêm cho mình cái này á, để khi mà mình đi du lịch hay đi xa thì mình có thể dùng cái này trong xe cho nó khỏi bể, cái này chỉ sử dụng ở nhà thôi. À, một cái cách rất là mình thấy rất là lạ và cũng thú vị của cái công ty này, cách của họ kinh doanh đó. À, thì tính ra như vậy á, thì bạn mua phiên bản nào á, phiên bản bằng nhựa á, thì bạn sẽ được một cái bộ bằng nhựa thế này không có thủy tinh, trả thêm 150 đô thì sẽ có thủy tinh. À, coi như mình trả 150 đô là cho cái bình thủy tinh này ha, chứ còn phiên bản nào nó cũng đi chung, nó cũng đi kèm với một cái bộ như thế này hết. Cái này giống như kiểu để sơ cua đó. À, nhưng mà tất nhiên khi mình chứa nước uống á, thì để trong thủy tinh thì sẽ là tốt nhất, thành ra mình nghĩ trả thêm một ít tiền như vậy nó hoàn toàn là xứng đáng ha. Thì đây là cái bình chứa ở bên dưới, thì cái bình chứa nó sẽ đi với cái bộ vòi như thế này để mình có thể hứng nước ha. Cái bộ vòi á, nó sẽ có cái phần ở bên ngoài như thế này. À, trước khi bỏ vô thì mình sẽ cho cái, nó có hai cái vòng silicon để cho nó khỏi chảy nước á. Một cái vòng á, thì vô trong trước, một cái á, thì ra phía sau đó như thế này, một cái phía trước, cái phía sau. Rồi, chất lượng của nó khá là tốt ha, toàn là nhựa cứng thôi và cảm giác cầm vô nó rất là nặng và rất là chắc, thành ra mình nghĩ là nó sẽ bền. À, khi mua những cái bình lọc nước như thế này á, thì một trong những cái vấn đề quan tâm á, là cái vòi nó sẽ bị hư, và khi mà hư như vậy á, thì có dễ mua hay không, thì cái này mình thấy á, là nó chất lượng nó tốt. Cái phần duy nhất mà mình hơi lo ngại là cái phần bằng bạc để ra đẩy vô như thế này nè, thì có vẻ nó không có được tốt bằng cái phần còn lại để sử dụng thêm như thế nào. Mà đây là công ty chính hãng ở Úc, nó có cửa hàng, thành ra tất cả những cái này nó đều có bán, thành ra cũng không có khó khăn gì để mua đó. Mình gắn vô như vậy rồi, để lên cái đế như thế này rồi. Rồi tiếp theo á, sẽ có một cái phần vòng nhựa để đẩy trên cái nắp như thế này đó, đẩy lên như vậy. Những cái vòng này á, mình trước khi mình gắn vô thì mình sẽ phải gắn cái bộ này vô. Đây là cái bộ lọc của nó, cái phần chính của cái máy ha, cái bộ lọc nhiều lớp này. À, nó gọi là multi-stage full filter cartridge. Thì cái bộ này á, nó khuyên á, là từ 4 tới 6 tháng là phải thay một lần, tại vì nó rất là quan trọng cho cái chất lượng của nước nó lọc ra đó. Thì trước khi mà sử dụng cái bộ lọc này á, thì nó cũng hãng nó cũng ghi rõ đây, nó yêu cầu mình á, là mình phải chuẩn bị nè. À, tức là phải rót nước ra một cái bình nước khoảng 2 lít, xong rồi sau đó nhúng cái bộ lọc này vô. Mình sẽ mở cái nắp ra ha, mở cái lớp nhựa này ra xong nhúng vô. Thì cái này cũng bình thường thôi, tại vì cái bình bộ lọc nước nào thì cũng phải làm kiểu đó hết các bạn. Mình sẽ đó như thế này ha, nhúng nó vô trong nước ha, 1 phút. Hoặc là khi mình nhúng vô mình sẽ thấy bong bóng nó nổi lên, tại bên trong nó có mấy cái bong bóng khí á, có cái chỗ khe hở đó ở bên trong á, thì khi nào mà bong bóng khí nó hết chảy lên á, là coi như là đã coi như lọc xong. Cái này mình sẽ chuẩn bị sau, bây giờ mình cứ gắn vô đây xem. Đó, gắn vô cái vòng như thế này. Gắn vô. Cái này cũng sản xuất ở Hàn Quốc luôn ha. Rồi, gắn vô và đẩy nó lên như thế này. Rồi, một xong một phần. À, thật ra trước khi gắn cái này á, thì ở bên dưới đáy của cái phần lọc á, là mình đã phải có cái đá rồi các bạn ha. Đây, đá thì nó sẽ có hai bịch đá. À đúng rồi, mình tưởng là đá để trên, thật ra đá để ở dưới đáy này, đúng rồi. Đá sẽ có hai loại đá ha, một loại đá là silver stone, là dịch là đá bạc đó. Thì cái đá này chức năng của nó là để kháng khuẩn các bạn ha. Thì trong hộp của nó sẽ có một cái hộp đá như thế này, 500 gram. Thì cái hộp đá này họ phân biệt, họ gọi là đá đỏ. Mình nghĩ thật ra thì mở ra thì hai cái nó cũng giống màu nhau, có thể là khi mà thấm nước vô thì nó sẽ có màu đỏ đó. Thì đá đỏ, họ nói là đá này thì 12 tháng là thay một lần đó. Thì khi mà trước khi mình bỏ vô trong bình thì mình sẽ phải
tráng sơ qua nước lạnh ha. Cái đá này chỉ để kháng khuẩn thôi, tráng sơ qua nước lạnh và bỏ vào cái phần đáy của cái phần lọc dưới bên cái bình lọc dưới như thế này nè. Cái này là 500 g. Đá này cũng sản xuất, cũng lấy ở Hàn Quốc luôn. Đó. Rồi, đá này mục đích của nó là để kháng khuẩn ha, antibacterial ha. Ok. Rồi một loại đá nữa có vẻ là quan trọng hơn đó là đá khoáng mineral stone ha. Thì cái này á, là nó có tăng cái tính kiềm của cái nước của mình, nó thêm mấy khoáng chất á, thì nó là cái này nó nhiều hơn, nó tới một một ký lận đó. Thì mình nhìn thấy thì cũng giống giống nhau, nhưng mà ở đây nó phân biệt, nó gọi là đá xanh. Thì cái loại đá này á, thì nó nói là sử dụng được tới 5 năm, nhưng mà nó hơi đặc biệt hơn cái đá kia một chút xíu, đó là trước khi sử dụng á, mình phải ngâm qua nước từ 24 cho tới 48 tiếng để cho cái vị, cái mùi với lại cái vị của khoáng của nó đó nó ra bớt, để cho uống nó không có bị khó uống ha. Nó ngâm thôi. Đó, ngâm trong 24 tới 48 tiếng, và trong quá trình ngâm á, thì cứ khoảng 2 3 tiếng, 3 4 tiếng á, mình đổ nước ra, mình thay nước một lần cho nó lọc bớt cái khoáng ra. Và hay một cái là trong khi đá kia sử dụng được có 12 tháng là phải thay, cái này sử dụng được cái 5 năm các bạn ha. Thành ra họ ghi chú rất là rõ là khi mình thay đá mình nên lấy đúng cái loại đá ra, để đúng loại đá này được cái 5 năm lận. Rồi. Thì hai loại đá này sau khi chuẩn bị xong nó sẽ nằm ở cái phần đáy của cái bình lọc dưới như thế này. Rồi. Tiếp theo thì nó là một cái phần phần lọc trên. Phần này là cái phần mình bỏ nước vô để mình cho nó lọc, nó chạy một cái trụ xuống nè. Thì cái phần lọc trên này á, mình sẽ để lên cái phần cái trụ ở bên giữa đây. Mà trước khi mình để lên á, thì nó sẽ có cái phần là ceramic filter, tức là cái bộ lọc bằng sứ các bạn ha. Cái này là giống như kiểu để nó lọc những chất dơ thôi, lọc thêm trước khi nó chạy vô cái bộ lọc ở bên dưới. Cái này cũng ở Hàn Quốc luôn, và cái này họ kêu là thay 12 tháng, thay một lần. Mỗi cái các bạn có thể thấy là mỗi cái thành phần ở bên trong cái máy này á, nó thay cái thì 4 tháng, 6 tháng, cái 12 tháng, cái 5 năm tùm lum. Nhưng mà cái công ty này họ kinh doanh rất là hay, họ có một cái dịch vụ là nhắc nhở mình, tức là mình lên website của họ, mình gõ lên thông tin trong đó, thì khi nào mà tới ngày cần thay cái gì á, họ sẽ nhắc nhở mình ha. Như vậy cũng tốt. Tại vì cái hệ thống mà nước cũng của Hàn Quốc luôn, mình xài lúc còn ở Việt Nam á, thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó không có cái hệ thống thông minh để có thể nhắc mình thay, tới hạn thì thay, cho nên mình toàn phải tự sử dụng lịch cá nhân của mình để làm thôi. Rồi, cái bộ này là ceramic nè, thì lúc bây giờ nó chưa có thấm nước, thành ra nó còn rất là nhẹ ha. Rồi, cái này nghĩ là cái vòng silicon có thể nó nằm ở, để coi nào, nằm ở trên. Okay. Rồi. Rồi, để nó vô cái phần trên như thế này, và ở dưới đây mình có một cái chốt để mình chốt lại. Phải không ta? Không biết cái vòng silicon nó nằm ở đâu cho đúng. Rồi, nó chốt lại như vậy ha, thì mình sẽ để lên đây. Rồi, để lên nữa. Rồi, cuối cùng là mình có cái nắp thôi, cái nắp cũng bằng nhựa cứng rất là tốt ha, thì đậy lên trên nữa thành một trụ như thế này. Đó, đây là những cái bộ mình đã ráp xong, nó như thế này đó các bạn ha, chỉ còn thiếu đá thôi. Ok, rồi để bên đây nha, nó hơi cao. Rồi, cái này là cộng thêm, nhưng mà do mình mua đợt này cuối năm họ có khuyến mãi, thì cái bịch bịch này là cái bịch kìm, cái bịch để tăng tính kìm ha, thì cũng sản xuất ở Hàn Quốc luôn. Cái bịch này nhỏ xíu như vậy thôi, nhưng mà là 39 đô đó, 40 đô. Nó là 100 gram, thì nó có những cái cục tròn 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 như thế này nè. Thì họ nói với mình đó là khi mà mình cũng tráng sơ qua nước luôn, sơ luôn ha, rồi mình cũng sẽ đổ nó trên mấy cái cục đá đó và để cho nó ở đó, để nó tan từ từ cái tính kìm ra. Thì nhìn nó có vẻ như nó sẽ tan hết trong sớm thôi, nhưng mà ở đây họ nói 12 tháng thay một lần, thì mình nghĩ nó vẫn sẽ còn chứ nó không có tan hết đâu. Cái này để tăng tính kìm. Cái đá hồi nãy cũng đã tăng tính kìm rồi, cái này giống như kiểu để thêm tính kìm nữa ha, tại vì cái kìm ở trong nước uống vô nó sẽ giúp cho chữa rất là nhiều bệnh, thành ra cái nhãn hiệu nước này họ 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 đẩy mạnh về cái phía đó. Họ đặt cái alkaline, cái kìm ở trong cái tên của cái sản phẩm của họ luôn. Rồi, ngoài cái này, cái bịch này khuyến mãi 39 đô á, thì mình còn được tặng thêm
hai cái chai thủy tinh như thế này, hai cũng rất là dễ thương. Thủy tinh là mình thích rồi, tại vì nó sẽ tốt, mình không có sử dụng chai nhựa uống nước nó sẽ không có tốt ha. À, tiếc cái là cái nắp ở đây nó vẫn bằng nhựa và nó cũng không có được tốt cho lắm, nhưng mà cái chai là cái chất lượng cái chai rất là tốt. Thì nó có hai cái chai như thế này, thì nếu mà mình mua cái phiên bản bằng thủy tinh á thì sẽ được tặng hai cái chai như thế này và một cái bịch kìm đó, tổng cộng trị giá của nó là 99 đô. Còn nếu mà mua phiên bản mà tiếp bằng nhựa PPA free á, thì chỉ được tặng một cái chai thôi và một cái bịch này, trị giá của nó là khoảng 69 đô. Đó, nó có hai cái phiên bản khác nhau như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ha, mình sẽ rửa mấy cái đá và chuẩn bị. Thì với cái đá khoáng thì chắc phải 2 ngày nữa bắt đầu mới uống thử nước này được. Mình sẽ xem như thế nào đó, sau đó sẽ gửi đến một các bạn một cái đánh giá sau bắt đầu khi mình bắt đầu sử dụng. Cái này chỉ là mở hộp và đánh giá về chất lượng sản phẩm thôi. Thì nhìn chung là mình thấy là cái cách kinh doanh của họ tốt ha, họ cái cách họ làm website, cái cách họ giới thiệu sản phẩm nó rất là tốt. À, những cái thông tin về packing list đồ này kia nè, họ cũng chuẩn bị rất là chu đáo và rất là gọi là nó có cái personal touch ở trong đó, nó có cái tính cá nhân trong đó rất là hay, chứ nó không có phải là kiểu như thương mại hoặc là thiên thương mại quá. Thì nó có một vấn đề họ ghi ở đây là tất cả những cái sản phẩm của họ đều được đóng gói bằng tình yêu và bằng sự quan tâm sâu sắc kiểu vậy. Nhưng mà tiếc cái là khi mà họ bán cho mình cái này á, thì khi mà nó tới cũng có 2 ngày là tới được, là ship tới chỗ mình thôi. Nó thiếu cái bịch này thì mình mới chụp hình và giống như kiểu phản hồi lại với họ đó, thì họ gửi ngay lập tức một cái bịch cho mình, thì một ngày hôm sau là nó tới liền thì cũng được ha. Đúng ra nếu họ không quên cái đó thì sẽ tốt hơn. Ok rồi, đây là có một số cái tờ thông tin cơ bản là cách sử dụng như thế nào, những cái lưu ý ví dụ như cầm cái vòi, như cầm cái bình như thế nào cho chắc chắn không bị bể ha. Và họ cũng có cái mã code đó là cái QR code để mình có thể scan lên mạng, có thể có cái video hướng dẫn cách lắp ráp, cách sử dụng máy luôn. Nhưng mà mình vẫn làm để những bạn nào mà không rành tiếng Anh nó có thể xem cái clip của mình thì nó sẽ dễ hơn. À, tại vì mình thấy trên mạng hiện nay chưa có nhiều người giới thiệu cái hệ thống nước này, mà mình nghĩ nước uống mà nó sạch và nó có được những cái khoáng chất tốt á là một cái điều rất là quan trọng để giữ sức khỏe tốt và không có bị bệnh những cái bệnh mà hay gặp. Và như khi đã bệnh rồi thì sẽ là cái cách để cho giúp cho mình giữ sức khỏe tốt hơn và đỡ bệnh hơn ha. Hấp thụ thuốc đồ này kia cũng tốt hơn. Thành ra đây là một thứ mà mình nghĩ gia đình nào cũng nên đầu tư hết. Thì nếu các bạn muốn quan tâm, muốn mua sản phẩm này thì có thể xem cái link đến website của cái hãng này ở bên cái phần description bên dưới ha. Có thể mình sẽ kiếm được một cái code nào đó giảm giá 50% gì đó, để nếu mà có mình sẽ để phần gì đó, hiện tại thì chưa có ha. Tại vì mình cũng đang đăng ký làm cái chương trình đại sứ cho cái hãng này. Tại mình nghĩ không phải là về vấn đề hoa hồng hay gì hết, nhưng mà những cái ý tưởng và những cái việc cần làm cho sức khỏe thì cần phải được nhân rộng ra, càng nhiều người biết càng tốt. Đó là lý do tại sao vợ chồng mình mới làm cái clip này ha. Xin chào. Khi nào hết bong bóng lên là được. Khoảng 1 phút là nó sẽ hết bong bóng. Trong đó nó nói còn nè. Rồi nhúng xong rồi mình sẽ chán nó sơ qua nước lạnh ha, qua nước cho nó sơ qua đó. Cho nó chảy qua chút xíu. Rồi sau đó là mình lấy khoảng 2,5 lít, khoảng 2 lít, 2 lít rưỡi đó, đổ nhẹ, đổ từ 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 qua để cho nó chảy xuyên qua. Khi nào thấy nó chảy xuyên qua là tốt ha. Đó, đổ từ từ cho nó chảy xuyên qua, đừng có đổ nhanh quá cho nó chảy xuyên qua thấm qua. Cái này mình không hiểu sao họ lại kêu làm vậy nữa. Nếu mà đúng ra bỏ vô trong cái bình đó, đổ thì nó sẽ khỏe hơn. Cầm dày cực. Rồi nó kêu lúc mà đổ qua đó thì lấy tay đập mạnh cho mấy cái phần mà ở trong đó, cho nó kiểu vậy đó, cho nó đều lại ha, thật
ra họ kỹ quá thì mình nghĩ ở trong chắc nó cũng được, không đến nổi. Đó, lắc lắc cho nó đều vậy đó. À, đổ thêm. Có chảy. Rồi, mình vừa muốn làm theo hướng dẫn là vừa làm biến, mình chế ra cách này đây, cho nó chảy từ 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 cũng qua được hết ha. Nhấm nhấm khoảng 5-10 phút là nó đủ 2 đến 2 lít. Nhanh lên chút xíu. Rồi, khỏe. Rồi, đá đỏ Silverstone thì tráng qua nước thôi ha. Nó ra nước cũng đục đục chút xíu nè. Dùng cái lỗ này tốt hơn. À, cái này chỉ cần chán thôi. Rồi cái bịch kìm á, thì mình cũng tráng qua nước sơ ha. Rồi cái bịch mà 1 kg đá khoáng cái mineral stone á, hay màu xanh á, thì mình ngâm qua đêm. Rồi mình ngâm như vậy khoảng 24 cho tới 48 tiếng, 2-3 tiếng mình đổ nước một lần. Đó, để cho nó ra bớt cái chất khoáng đi. Rồi bây giờ mình bỏ đá vô ha, bỏ đá vào cái bình dưới. Và do cái bình này bình thủy tinh á, thành ra người ta kêu là đừng có đổ vô nó sẽ bể. Mình bỏ từng cục vô ha. Rồi đá bỏ ra rồi thì mình rắc cái kìm này vô. Rồi sau đó mình đậy nắp lại, rồi bắt đầu mình cho nước nó lọc qua được rồi. Rồi theo như cái thông số của hãng thì cái bình ở trên nó chứa được 4 lít nước các bạn ha. Nó chảy xuống dưới khoảng từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng là nó sẽ chảy hết cái bình ở trên. Ở dưới thì chứa được 8 lít, tức là ở trên đổ được 2 lần, xuống đây thì thành 8. Nếu mà đổ thêm nó sẽ tràn, thành ra mình phải canh. 8 nước, 8 lít là cũng nhiều lắm rồi. Đó. Khi mình đổ nước cho xong mình cho nó chảy vô thì mình sẽ đậy nắp lại. Trước khi dùng thì mình vẫn nên là cho nó chảy qua 2-3 lần ha, cho nó lọc thêm một lần nữa cho nó chắc, cho nó hết mấy chất dơ ở trong này đi.